Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại rất hấp dẫn ở trong cái phân khúc giá khoảng trên dưới 3,5 triệu. Ở bên tay trái của mình đấy chính là chiếc Vsmart Active 3 của Việt Nam, còn bên tay phải của mình là chiếc điện thoại Realme X của Trung Quốc. Đấy, hôm nay thì mình sẽ có một bài speed test hai dòng này với nhau để xem là dòng nào nó sẽ có tốc độ load tốt hơn nhá. Đấy, mình cũng chia sẻ luôn đấy là cái Realme X khi mà được giảm giá xuống còn khoảng 3,5 triệu tại Clickbuy thì đã rất nhiều bạn muốn mình có một cái bài so sánh chi tiết hai dòng này với nhau. Đấy, tuy nhiên là có một số bạn thì các bạn ấy cũng muốn thử speed test xem như thế nào. Đấy, mình cũng nói luôn đấy là con chip 710 của cái con Realme X này nó thể hiện cái khả năng chơi game tốt hơn là con chip Helio P60 của con Vsmart Active 3. Và admin Khải bên mình cũng đã có bài test game rồi. Thế tuy nhiên là cũng cần phải chú ý cho các bạn đó là cũng nhiều bạn các bạn ấy không cần chơi game, các bạn chỉ cần những cái thao tác ở bên ngoài này nó mượt mà, rồi là kích vào những cái ứng dụng nó mở lên nhanh thôi, thì các bạn lại cần đến tốc độ load hơn. Đấy, vậy nên là hôm nay chúng ta mới có một bài speed test như thế. Và mình cũng nói luôn đấy là tất cả những bài test thì nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Chúng ta cũng không nên gọi là tuyệt đối nghĩ rằng là cái sản phẩm nào load nhanh hơn thì sẽ là chơi game tốt hơn, cái điều đó là không có. Đấy. Và trước khi vào bài test thì mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn đó là cả hai máy này của chúng ta đều để chế độ máy bay cả. Và bây giờ thì mình sẽ thoát hết tất cả ứng dụng chạy ngầm ra nhá. Đó, các bạn xem lại này, cả hai máy đều không còn bất kỳ ứng dụng chạy ngầm nào cả. Đấy, bây giờ thì mình sẽ khởi động lại hai máy lên nhá. Và như vậy là chiếc Vsmart Active 3 đã khởi động lên trước rồi. Đấy, trong rất nhiều video mình test ấy thì Vsmart Active 3 đều có tốc độ khởi động lên mình đánh giá là tương đối tốt đấy. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ xem là những game chúng ta test ngày hôm nay là gì. Đây, tất cả những tựa game ứng dụng đây vẫn là rất là quen thuộc thôi. Và trước khi vào bài test này thì mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn đấy là cả hai chiếc máy này của chúng ta đều không còn bất kỳ ứng dụng chạy ngầm nào cả nhá, và đều để cho máy bay cả. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với ứng dụng đầu tiên, đó là AnTuTu Benchmark 1, 2, 3. Đó, Vsmart Active 3 đã vào trước rồi. Và các bạn có thể thấy luôn là điểm số AnTuTu của hai sổ này là cũng là tương đối là xem với nhau đấy. Đấy, nhưng mà về cái khả năng GPU đây này, đấy các bạn có thể thấy luôn là chip 710 là nó vẫn có cái phần nào đó nó nhỉnh hơn. Đấy, nhưng mà CPU thì qua cái điểm số chấm này thì lại chip Helio P60 lại tốt hơn. Đấy. Nhưng mà tất cả chỉ là đều mang tính chất tham khảo thôi nha các bạn nhé. Đó, rồi ok, chúng ta sẽ đến với tựa game đầu tiên, đó là Zombie Tsunami 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy không? Cái chip Helio P60 nó có tốc độ load mình đánh giá là tương đối tốt đấy. Chúng ta sẽ đến với Subway Surfer là 1, 2, 3. Đến tựa game này thì con Realme X đã vào trước với chip 710 rồi. Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ đến với Jetpack Joyride 1, 2, 3. Đó, 710 đã nhỉnh hơn một chút. Mặc dù là Helio P60 cũng có tốc độ rất là tốt, nhưng mà 710 ở những tựa game trước thì đã thể hiện rồi. Đấy, Temprun 2 các bạn thấy sao? Và mình thấy là cái viền này của Vsmart Active 3 nó còn mỏng hơn một tí so với cả Realme X. Đấy, nhưng phần trên này của Realme X thì lại mỏng hơn này. Rồi, chúng ta sẽ đến với Traffic Rider 1, 2, 3. Hai sản này thì đều có 4GB RAM cả nha các bạn nhé, đều là phiên bản 464. Đó. Với tựa game này thì mình thấy cũng rất là đồng đều, hình như là cái Active 3 này nhỉnh hơn một tí thì phải. Đấy, cái này thì cũng thực sự là rất là đồng đều, vì cái tựa game này thì nó cũng không phải là đến mức nặng mà. Chúng ta sẽ đến với Advan 8 này đi, 1, 2, 3. Rồi, các bạn thấy không? Tốc độ load của hai sổ này mình đánh giá là cũng tương đối là đồng đều với nhau đấy. Đó, chip Helio P60 đã vào trước rồi. Đấy, nghĩa là có những lúc P60 vào trước, có những lúc thì lại là Snapdragon 710 vào trước. Đấy, chúng ta sẽ đến với Shadow Fire 3 nhé. 1, 2, 3. Hôm sau thì mình sẽ có một bài so sánh chi tiết hai sổ này với nhau, cả về thiết kế, màn hình, hiệu năng, camera, thời lượng pin, các thứ vân vân. Đấy, để cho các bạn có cái nhìn nó tổng quan hơn. Hôm nay chỉ là test tốc độ load thôi. Đấy, cái này thì Helio P60 đã vào trước rồi, và vào trước khá là lâu đấy. Đấy, mình nói một lúc rồi thì 710 vẫn chưa vào này.
Đấy, bây giờ thì mới vào. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với Fruit Ninja. 1, 2, 3. Fruit Ninja thì 710 đã vào trước. Và chúng ta sẽ đến với Candy Crush Saga. 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy không? Đến nay thì 710 đã vào trước. Nói chung ý, là mỗi sản phẩm thì nó lại chiến thắng ở một số những tựa game khác nhau. Đấy, và tỷ số như thế nào thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình nhá. Nhưng mà mình đánh giá là cái tốc độ load của con chip Helio P60 đến thời điểm hiện tại đi, là mình đánh giá là vẫn tương đối ổn ấy, mặc dù con chip này cũng ra mắt lâu đời rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ test đa nhiệm xem. Cả hai sản phẩm này thì đều là 4GB RAM cả. Đấy, để xem là cái khả năng đa nhiệm của nó như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Bắt đầu đến game thứ hai bắt đầu có cái độ khựng nhẹ khi mà lốt lại đa nhiệm rồi. Đấy. Rồi, Shadow Fire 3 không phải lốt lại Advan 8 nè. Đến Advan 8 thì Remix đã phải lốt lại rồi. Đó, Traffic Rider. Đó, hình như là con Remix này đã bị hiện tượng tràn RAM. 20, 20 là tỷ số đa nhiệm hiện tại đang nghiêng về Vismart Active 3. Đó, đến này thì cả hai sản đã phải lốt lại hết rồi. Mình nghĩ là trong cuối này cũng sẽ lốt lại thôi. Jetpack cũng vậy. Rồi, Subway Surfer. Subway Surfer thì cái tip 3 này vẫn không phải lốt lại này, nghĩa là 3-0 rồi. Zombie Tsunami này. Zombie Tsunami thì đều phải lốt lại hết rồi. Và chúng ta sẽ đến với... Đó, cái này thì là do ứng dụng lốt lại thôi, chứ kể cả có 8GB RAM trong nữa thì nó vẫn lốt lại ứng dụng AnTuTu này. Và như vậy là mình vừa mới có một cái bài speed test nhanh hai cái sản phẩm Realme X cũng như là Vsmart Active 3. Các bạn có thể thấy là qua cái phần đầu tiên ấy, thì hai sản phẩm này thể hiện là một có những sản phẩm có những lúc thì Helio P60 thắng, có những lúc thì Snapdragon 710 thắng. Mình không để ý chính xác là tỷ số là bao nhiêu đấy, tuy nhiên là về phần đa nhiệm ấy thì Vsmart Active 3 là giành chiến thắng so với cả con Remix. Có thể là bởi vì là cái ColorOS của cái Remix này mình cảm thấy là nó tương đối là nặng nề này. Đấy, thành ra nó thể hiện cái khả năng đa nhiệm là không được tốt, nó thua 3-0. Đó. Còn trong cái tầm giá 3,5 triệu, tất nhiên chúng ta sẽ không chỉ để ý đến tốc độ load đâu, chúng ta sẽ còn để ý đến nhiều thứ khác. Thì hôm sau mình sẽ có một cái bài so sánh chi tiết hai sản phẩm này và hứa với bạn luôn đấy nhá. Đó, các bạn cảm thấy sao về hai chiếc điện thoại này? Và bất kỳ thông tin gì về hai chiếc điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Clickbuy. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.